cháu cũng như tất cả thành viên trong gia đình của cháu. Hôm nay cháu chính thức được kết hôn với một cháu trai là quê ở Tây Nhung. Cũng như thường chúng ta anh em cũng như biết là đêm hôm nay là chú rể cũng như con dâu thường phải lại ông bà cha mẹ của mình để sáng ngày mai này cháu xuất giá về nhà chồng. Thì kính thưa anh em, bữa hôm nay làm lễ lại ông bà cha mẹ còn có ba phần. Phần thứ nhất là phần đọc kinh lễ cho cái hôm này. Phần thứ hai là để cho cháu nó lại ông bà cha mẹ hai bên nội ngoại. Phần cuối cùng là phần lễ lại xuất giá. Trước khi làm lễ lại kinh cô thì xin mời tất cả anh em ra cùng nhau đứng lên để cầu nguyện cho đôi cái hôm này. Xin mời tất cả chúng ta cùng đứng lên vào hướng về bàn thờ để dâng bộ cầu nguyện trong cái giây phút thiêng liêng này. Xin Chúa ban ơn lành ở trong ngôi nhà này và cho tất cả ông bà, anh chị em và đặc biệt là chị Thanh Trúc hôm nay trong cái buổi tối đến xuất giá. Chúng con xin mời tất cả quý vị cùng an tọa. Và rất là cảm ơn cái sự họp mặt đông và đủ, rất là đầy đủ ý nghĩa. Giờ đây xin mời cậu Năm bắt đầu vào trong cái nghi thức là dân rượu lễ cùng cậu. Phần đọc kinh cầu cha ban hôn đã xong rồi, tới phần cho cháu nó lại ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ cháu và nội ngoại hai bên. Và trước tiên ở đây thì có cha và nội ngoại thì đã qua rồi, cũng còn cô chú cậu gì hai mặt, còn cha đây là lớn. Thôi giờ cháu trước khi cháu xuất giá về nhà chồng thì cháu xá cha cháu một xá đi rồi cháu bưng ly rượu cháu mời cha cháu uống với cho cha cháu uống ba loại ly rượu. Chúc chị Sáu cũng chúc mừng cho cháu có ngày hôm nay. Mà cô Bảy rồi cầm hai ly luôn rồi, mày mời cô ai dậy ra cố nhốt đó. Chúc mừng cháu. Vậy đi ngủ đây chúc. Nhìn anh chúc em. Hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Rồi chị Hai chúc cho con đầu năm sang đứa con trai, cuối năm sang đứa con gái. Cũng liên hồi tặng quà sao? Rồi mời chị tư. Nhìn lên. Chúc mừng cho cháu. Đưa cho anh chúng nó mời khang hả tặng quà sao chút xíu rồi hả tặng để mời rượu hết đi hả tặng. Hai ly. Cái
xích vào đó nè, để án họ thấy tử. Tốt cái đứng xích qua đó, đứng cái lùi lùi đó. Mời bên đây đây, mời bên đây đi, mấy đứa đây. Em mời là chị đang nằm hạng số. Đầu năm sai, tầm trai, cuối tầm thành gái. Cái này là chị cũng là hay đó. Trời ơi, thấy nó nổi bọt lên thêm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính thưa quý vị để tiếp nối chương trình văn nghệ Bất Chánh Đoàn. Dạ xin lên mời ca sĩ em của là Ưng Hoàng Phúc, nhưng mà Ưng Hoàng Phúc đã nghỉ rồi không có về nữa, bây giờ có Hoàng Phúc. Dạ xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để cổ vũ cho Hoàng Phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.